Kem trị nám Zyskin mẫu mới, cách kiểm tra hàng thật hàng giả như thế nào, mua sản phẩm chính hãng ở đâu và sản phẩm nó có tác dụng như thế nào, có tốt hay không, thì hôm nay trong video ngày hôm nay mình sẽ trả lời mọi cái thắc mắc cho các bạn về cái sản phẩm kem trị nám Zyskin. Bây giờ nó sẽ có tên đó là Doctor Nám nha mọi người. Doctor Nám Zyskin, và trong này thì bạn sẽ thấy là đối với sản phẩm chuẩn thì nó sẽ có tem điện tử ở đây luôn, nên là các bạn yên tâm khi mà các bạn mua hàng này nhá. Đấy, các bạn sẽ soạn tin nhắn cho mình theo cú pháp là CHG dấu cách KHI dấu cách mã số mà mình vừa cào ra đây. Đấy, mình sẽ được một mã số gửi về tổng đài 8077, là các bạn sẽ nhận được tin nhắn một đoạn như vậy là các bạn chúc mừng quý khách đã mua hàng chính hãng công ty Coino. Đó, các bạn sẽ thấy là mình đã phân phối cái sản phẩm Coino từ rất là lâu rồi, từ sâm tố nữ collagen, hay là các bạn sẽ thấy là kem sữa rửa mặt Rich Skin, hay là serum Rich Skin, hay là các loại đó, các bạn sẽ thấy là rất là sử dụng rất là ok đúng không? Đó, và cái nám tàn nhang thì nó là nỗi lo của các chị em rồi. Sau khi độ tuổi 25-30 tuổi, các chị em thấy là nám mọc lên, hay là chúng ta thấy đi nắng nhiều đó, do ánh nắng mặt trời UVA, UVB nó cũng làm cho chúng ta đẩy nám lên. Đó là do cái hắc tố melanin nó đẩy lên đó mọi người. Đó, nên là làm sao ví dụ như là nội tiết bị suy giảm nó cũng đẩy nám ra. Nên là đó là các bạn sẽ thấy là nám tàn nhang thì nó trông nó rất là mất tự tin. Đấy, nên là làm sao mà chúng ta thấy là những cái đốm nám tàn nhang nó mọc lên trên mặt á, làm sao mà để nó hết đi, để da chúng ta có đều màu thì nhìn nó mới đẹp được đúng không ạ? Thì cái nám tàn, cái sản phẩm Doctor Nám này, trong này nó retinoid là 0.3%, ngoài ra thì rất là nhiều các thành phần khác nó sẽ giúp cho bạn hỗ trợ làm mờ thâm sạm nám tàn nhang luôn. Đấy, trong này thì các bạn sẽ thấy là sản phẩm thì các bạn sẽ thấy là dùng một lộ trình là các bạn sẽ thấy ok thôi, nhưng mà các bạn sẽ thấy là những người mà muốn tái tạo da này, những người muốn da khỏe mạnh này, những người muốn giảm nếp nhăn đấy, rồi là cải thiện tình trạng khô da, mờ các vết thâm nám tàn nhang, hay là giảm tình trạng lão hóa, hay là lông, xin lỗi, cho lông to mụn dầu nhờn đấy, da đang bị tổn thương mà đang muốn phục hồi, các bạn đều có thể sử dụng được cái sản phẩm Doctor Nám của Rich Skin. Đó, các bạn thấy là rất là nhiều tác dụng luôn đúng không ạ? Sử dụng tuần đầu tiên thì 3 lần một tuần thôi mọi người nhá. Sang đến tuần thứ hai các bạn ngày nào các bạn cũng sử dụng. Đó, da nó sẽ giúp cho bạn da săn chắc trẻ trung, chống lão hóa da rất là tốt, giúp bổ sung collagen, giúp da dầu trở nên thông thoáng sạch và giúp làn da trở nên trắng sáng mịn màng. Nói chung là các bạn sử dụng cái sản phẩm Doctor Nám này nó sẽ vượt trội hơn so với rất là nhiều cái hộp kem nám đêm như ngày trước luôn. Bởi retinol của trong này có thành phần retinol 0.3%. Đó, các bạn biết là retinol có rất là nhiều công dụng rồi đúng không? Đó, trẻ hóa da, mờ thâm, sạm nám tàn nhang. Đó, và cực kỳ là nhiều thành phần, cái bảng thành phần của Doctor Nám này rất là nhiều. Nên là còn thắc mắc cho cái sản phẩm Doctor Nám này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số là 0985 328 298, thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người về cái sản phẩm Doctor Nám của Rich Skin nhá, Coino Star. Ok, xin chào cả nhà.